Thông báo về việc quy động lực lượng y tế tư nhân, lực lượng y tế nghỉ hưu tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Long An. Ngày 25 tháng 7 năm 2021, Sở Y tế có ban hành công văn số 5079 về việc quy động bổ sung lực lượng phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Long An. Đến nay, đã có tổng cộng hơn 1.300 tình nguyện viên tham gia. Tuy nhiên, số lượng tình nguyện viên thuộc lực lượng y tế tư nhân, y tế về hưu, đăng ký tham gia phòng chống dịch không đáng kể trước tình hình dịch bệnh covid-19 tại tỉnh Long An đang diễn biến rất phức tạp số ca nhiễm tăng nhanh Sở Y tế tỉnh Long An đã quy động tối đa lực lượng nhân viên y tế tham gia công tác truy vết xét nghiệm cách ly điều trị covid-19 tuy nhiên nguồn nhân lực của ngành y tế có hạn Sở Y tế kêu gọi quy động bổ sung lực lượng tình nguyện viên là cán bộ y tế tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch covid-19 trên địa bàn tỉnh Long An cụ thể một đối tượng tình nguyện viên bác sĩ điều dưỡng y sĩ nữ hộ sinh kỹ thuật viên xét nghiệm dược sĩ đang làm việc tại các cơ sở y tế ngoài công lập trên địa bàn tỉnh long an cán bộ y tế nghỉ hưu đủ sức khỏe cán bộ y tế không làm việc tại các cơ sở y tế công lập ngoài công lập bác sĩ điều dưỡng y sĩ nữ hộ sinh kỹ thuật viên xét nghiệm dược sĩ 2 nhiệm vụ thực hiện một trong các nhiệm vụ sau. Thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Long An, tham gia tiêm vaccine phòng COVID-19. 3. Hình thức đăng ký. Đăng ký bằng cách quét mã QR code và điền đầy đủ thông tin gửi đăng ký. Sở Y tế Long An căn cứ nhu cầu thực tế để liên hệ các tình nguyện viên hỗ trợ khi cần thiết. Điện thoại phòng tổ chức hành chính Sở Y tế 0272 3826 264 gặp bà Huỳnh Hoài Tâm. 4. Chế độ đối với các tình nguyện viên Các tình nguyện viên tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Long An được hỗ trợ tiêm vaccine phòng COVID-19, hưởng các chế độ đối với các tình nguyện viên trực tiếp hoặc phối hợp tham gia các hoạt động chống dịch, theo quy định tại Nghị quyết số 16 ngày 8 tháng 2 năm 2021, Nghị quyết số 58 ngày 8 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ, công văn số 6401, của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện chế độ chi cho cán bộ y tế, tình nguyện viên đi hỗ trợ các tỉnh chống dịch COVID-19 và các chế độ khác theo quy định hiện hành. Sở Y tế Long An rất mong nhận được sự hỗ trợ đăng ký của lực lượng cán bộ y tế đang làm việc tại các cơ sở y tế ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Long An, cán bộ y tế nghỉ hưu, cán bộ y tế không làm việc tại các cơ sở y tế công lập, ngoài công lập tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Long An. Mẫu phiếu đăng ký tình nguyện viên tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Long An.